Hôm nay kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc và bế mạc. Trong phiên làm việc sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, kỳ họp đã tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Mở đầu phiên làm việc này, đại biểu Võ Thị Xuân Đào, tổ đại biểu đơn vị huyện Vĩnh Cửu đã đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, hiện nay vấn đề an toàn thực phẩm đang là mối quan tâm hàng đầu của nhân dân và cử tri, tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Vừa qua trên địa bàn tỉnh, tình trạng ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra với số lượng lớn người ngộ độc và mức độ nghiêm trọng, điển hình như vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì tại Long Khánh, 94 công nhân ngộ độc mì Quảng ở Tràng Bom. Phải chăng do trong công tác quản lý mức xử phạt chưa nghiêm đối với các vi phạm trong kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trên địa bàn hay công tác kiểm tra chưa thường xuyên và chặt chẽ, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết ngành đã có giải pháp nào để giải quyết vấn đề trên. Trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã nêu thực trạng, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan liên quan đến vấn đề mà đại biểu đặt ra, đồng thời đề ra nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở có nguy cơ cao về ngộ độc thực phẩm, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trong trường học, khu công nghiệp, bệnh viện, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm theo quy định, tiếp tục xây dựng và duy trì các mô hình điểm về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tiếp tục duy trì xây dựng mô hình thức ăn đường phố đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. Một vấn đề nóng khác cũng được đại biểu chất vấn lãnh đạo công an tỉnh, đó là vấn nạn lừa đảo qua mạng. Đại biểu cho biết thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm lợi dụng các hoạt động giao dịch, dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Nhiều hình thức hoạt động ngày càng tinh vi, số lượng vụ việc bị lừa đảo vẫn tăng, khiến người dân bức xúc, lo lắng. Đề nghị là đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng cho biết về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các cái hoạt động ngân hàng. Đồng thời cũng đề nghị đồng chí cũng cho biết là trách nhiệm và giải pháp để triệt phá các cái loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua môi trường số và tội phạm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh tiếp nhận xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 76 vụ, chiếm tỷ lệ 60,8% tổng số vụ lừa đảo. Số tiền bị chiếm đoạt trên 325 tỷ đồng, đã điều tra làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng đạt tỷ lệ 5,06%. Thời gian tới, lực lượng công an tỉnh sẽ tập trung nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm này, đồng thời cũng khuyến cáo người dân thực hiện 4-0 hay phải. Đầu tiên là không sợ, sau là không tham. Thì tham thì bây giờ cứ bảo là bác nộp tiền cho em để em trúng thưởng cho bác. Cái thứ ba nữa là không kết bạn với người lạ. Cái thứ tư là không chuyển khoản nếu không biết rõ cái người mà mình đang giao tiếp là ai. Và cái ý rất quan trọng là phải coi trọng cái việc là sinh trắc học. Vừa rồi cũng có cái làn sóng cho rằng là cái việc sinh trắc học chuyển trên 10 triệu là gây khó khăn. Thực sự đây chính là cái công cụ mà chúng tôi hết sức nỗ lực đấu đối giữa cái tiện ích của cái chuyển đổi số theo đề án 06 và phải hai phải, tức là phải cảnh giác và phải trình báo. Chứ trình báo một cách rất nhanh, chứ chúng ta để hàng tuần sau thì đối tượng nó đã mua hàng nghìn cái vé máy bay, nó đã chuyển sang các cái công cụ khác rồi. Cùng chất vấn người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Nai, đại biểu cũng đề nghị cho biết những giải pháp đối với tình trạng cờ bạc trực tuyến trong thời gian tới. Gần như là ngày trước phải đến sới bạc thì hiện nay ở trên giường với một cái smartphone là họ có thể đánh bạc được. Thế thì các cái chuyên án, các cái vụ án chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ tiếp tục là sẽ cảnh báo, răn đe và có những cái biện pháp tuyên truyền đến thật sâu rộng để cho các vị ấy hiểu rằng không phải là đánh bạc là cứ đến sới, đến sòng, đến các casino mà nếu mà dùng ở trên không gian mạng đó, mặc dù thuộc tính ẩn danh đó, nhưng với cái sự phát triển khoa học công nghệ và cái sự quyết tâm nỗ lực của lực lượng công an thì sẽ không có một cái vùng cấm, không có một ngoại lệ nào. Chúng tôi xử lý rất nghiêm, cho dù bất cứ là ai. Trong phiên chất vấn sáng nay, các đại biểu cũng đã chất vấn hai nội dung được đại biểu và cử tri quan tâm,
đó là giải pháp để khai thác hiệu quả từ nguồn khai thác quỹ đất và giải pháp để người dân thuận lợi hơn khi tham gia giao thông đường bộ. Tiếp đó, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tân Đức đã có báo cáo giải trình nhiều nội dung tại kỳ họp.